chúc ngày tháng trời mới. Đấy, đấy, mắt phải mẹ trước đấy. Đúng. Được, cả hai mắt luôn kìa. Con xin đấy, mắt phải đấy. Mẹ hãy dương tình dịu dàng. Đôi mẹ mở kìa, mắt mẹ mở luôn bên trái không? Đúng rồi, thấy không? Thấy. Hai mắt trước không đều luôn. Mà nhìn ở ngoài đâu có chớp. Nè, nhìn ở ngoài đâu có chớp đâu con. Đây, 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 đây. Hãy nắm cửa đi đây. Đây, chút rõ quá. Đổi giày lét hết rồi rồi. Xin hãy lắng nghe con này. Và mẹ đang chớp này. Mắt mẹ đang chớp, 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 chớp này. Con cha ơi. Mắt mẹ chớp này cha ơi. Ta muốn ăn vui. Đây, đây. Muốn kêu khóc. Con xin chắc mẹ thương nhầm lời. Còn kính thưa quý ông bà và anh chị em, và đây là phép lạ Đức Mẹ chớp mắt với Đoàn Hành Hương Việt Nam chiều ngày 5 tháng 4 năm 2019. Đoàn Hành Hương Việt Nam đi viếng tượng Đức Mẹ Guadalupe tại nhà thờ Albuquerque, thành phố Hobbs, tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ. Lần đầu tiên, tượng Đức Mẹ Guadalupe đã khóc ra dầu mùi thơm hoa hồng vào ngày 20 tháng 5 năm 2018. Chiều ngày 5 tháng 4 năm 2019, Đoàn Hành Hương Việt Nam đã được Đức Mẹ ban phép lạ Đức Mẹ chớp mắt. Rồi đến ngày 12 tháng 4 năm 2019, tượng Đức Mẹ lại khóc ra dầu lần thứ tư. Đức Mẹ khóc vì tội lỗi nhân loại. Xin cộng đoàn để lại lời cầu nguyện với mẹ bên dưới video. Và đây là phép lạ Đức Mẹ chớp mắt với Đoàn Hành Hương Việt Nam chiều ngày 5 tháng 4 năm 2019, Đoàn Hành Hương Việt Nam đi viếng tượng Đức Mẹ Guadalupe tại nhà thờ Albuquerque, thành phố Hobbs, tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ. Lần đầu tiên, tượng Đức Mẹ Guadalupe đã khóc ra dầu mùi thơm hoa hồng vào ngày 20 tháng 5 năm 2018. Chiều ngày 5 tháng 4 năm 2019, Đoàn Hành Hương Việt Nam đã được Đức Mẹ ban phép lạ Đức Mẹ chớp mắt. Rồi đến ngày 12 tháng 4 năm 2019, tượng Đức Mẹ lại khóc ra dầu lần thứ tư. Đức Mẹ khóc vì tội lỗi nhân loại. Xin cộng đoàn để lại lời cầu nguyện với mẹ bên dưới video. Nói về phép lạ, Đức Mẹ khóc, Đức Thánh Cha mời gọi, Đức Maria dạy chúng ta không xấu hổ khi khóc. Vì khóc có nghĩa là mở lòng ra với cha nhân lành và với anh chị em. Làm chúng ta xúc động trước vết thương của những người chúng ta gặp gỡ trong hành trình cuộc sống. Giúp chúng ta biết chia sẻ, chào đón, vui với người vui và khóc với người khóc. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha lưu ý, xã hội ngày nay đã mất khả năng khóc với con tim như Đức Maria đã khóc hoặc như Thánh Phêrô khóc khi ăn năn. Ngài nói tiếp, đó là lý do tại sao chúng ta cầu xin Chúa, Chúa ban cho chúng ta ơn biết khóc trước những gì chúng ta chứng kiến, không chỉ chiến tranh, nhưng cả với những người nghèo, người già, trẻ thơ chưa chào đời bị vứt bỏ. Những khốn cùng của thời nay phải làm cho chúng ta khóc và chúng ta cần phải khóc. Hỏi vì sao mẹ khóc, mẹ chỉ khẽ thở dài. Tôi suốt đêm trằn trọc, hỏi mẹ khóc vì ai? Mẹ khóc vì con cái, chẳng khóc vì người ngoài. Phải chi còn nhỏ dại, nay khôn lớn cả rồi. Làm sao mẹ không khóc khi con cái ham danh? Mẹ khiêm nhường nhịn nhục, con cái mẹ kiêu căng. Làm sao mẹ không khóc khi con cái ham tiền, quên yêu thương đùm bọc, khiến nghĩa tình đảo điên. Làm sao mẹ không khóc khi con cái lăng loàn, đua đòi theo dục vọng, học thói đời vô luân. Làm sao mẹ không khóc khi con trộm dục tình, quên giữ gìn phẩm cách, lấm láp bùn hôi tanh. Làm sao mẹ không khóc khi con cái rượu chè, say sưa và nghiện ngập, tự dối lòng, đam mê. Làm sao mẹ không khóc khi những đứa con cha quên yêu thương tha thứ, quên mình được thứ tha. Làm sao mẹ không khóc, làm sao chẳng thở dài khi lũ con hằn học, chửi nhau hộ người đời. Làm sao mẹ không khóc khi con cái ươn lười, không tuân theo ý Chúa, thua sút cả người ngoài. Rất bất ngờ, khó nói, mẹ khóc chính vì tôi. Bao năm rồi mẹ gọi, lầm lỗi vẫn chưa thôi. 30 năm mẹ yêu, mẹ dạy dỗ nuông chiều. Tôi đã làm gì để ủi an mẹ sớm chiều? Mẹ khóc vì bạn chăng, tôi không dám lạm bàn. Hãy vào trong thinh lặng, lệ mẹ sẽ bảo ban.